Bạn đã biết gì về thế giới cốt máy tính chưa? Để tôi kể bạn nghe, đó là một nơi kỳ diệu. Đó là nơi mà những ký tự rối rắm khô khan lại có thể được chuyển hóa thành hình ảnh, thành âm thanh, thành hệ thống, thành ứng dụng, thành phim sách Grimpie 19 phút. Đó là nơi mà khi đoạn cốt của bạn có 14 lỗi, bạn quyết định sửa 2 lỗi và bây giờ thì nó có 1083 lỗi. Công nghệ càng phát triển, những đoạn cốt lại càng chiếm vị trí quan trọng. Với cốt, bạn có thể lập cho mình một sàn chứng khoán, một tựa game hay là một hệ thống phim lậu với khả năng tái sinh làm người ta liên tưởng tới 7 hòn rái rồng. Nhưng bạn biết điều thực sự tuyệt vời về cốt là gì không? Nó cho phép bạn cầm Diana, lấy theo trừng phạt và bắt đầu hành trình đi làm một thằng thiếu năng sống ở trong rừng, chờ ngày tỏa sáng. Và đấy sẽ là nhân vật chính trong vũ khí bí mật ngày hôm nay. Không như là người yêu bạn, tôi rất ghét lừa dối bạn. Nên tôi sẽ nói thẳng từ đầu, Diana là kiểu rừng rón rén. Tại sao lại bảo là rón rén? Vì khoảnh khắc bạn ném quy hụt, bạn tốt nhất nên quay đầu và bỏ chạy còn mẹ nó đi. Với khả năng dồn sát thương không thực sự quá tốt ở đầu game và thiếu không chế cứng trước level 6, thì Diana nên nghiêng về giúp đỡ team hơn. Nhưng mà bạn ơi, ngoài đời thì mấy ai giàu ba họ, mấy ai khó ba đời. Trên mạng thì mấy ai nổi được quá 3 tháng và mấy ai dạng háng được như ba gà. Trong cuộc sống này, trừ thời gian và độ sàm lồn của chị Thơ Nguyễn ra thì không có cái gì là vĩnh viễn cả. Từ món trang bị thứ hai, Diana đã có thể thực sự chắp cánh ước mơ cho bạn bằng lượng sát thương to lóa cả mắt, khả năng góp ích cực lớn trong giao tranh và sự cơ động đến khó chịu miễn là bạn quy chúng. Nội tại của Diana là một trong những kỹ năng dạng bản nhậu. 2, 3, yo! 2, 3, yo! Quen không? Xôi gấc, xôi đậu xanh, xôi mặn. Chúng quỳ vẫn cứ là xôi dừa, nhưng vẫn mạnh vì sát thương cộng thêm to vã liều. Chưa quy ném ra một luồng ánh sáng cong như là giới tính của bạn khi đứng trước mặt Trần Đức Bò, luôn bay theo một chiều cố định từ bên phải và đánh dấu kẻ địch trúng chiều. W tạo ra 3 quả cầu xung quanh, tạo máu giả và gây sát thương khi quả cầu phát nổ. Nếu cả 3 đều phát nổ, bạn sẽ nhận được thêm một lớp máu giả nữa. E lướt tới kẻ địch, gây sát thương. Nếu kẻ địch đã được đánh dấu bởi Q, thời gian hồi của E sẽ được đặt lại. Combo Q, E nhanh sẽ là thứ mà bạn nên tập kỹ một chút vì nó giúp bạn dồn sát thương tốt hơn và cho kẻ địch ít thời gian hơn để phản ứng. R của Diana sẽ kéo kẻ địch vào tâm, kiểu Orianna nhưng mà không biết bắn cầu đi và gây sát thương lớn sau 1 giây. Đây là kỹ năng để bạn sốc đam, kiến tạo wombo combo hay bất cứ cái đéo gì mà bạn có thể nghĩ ra. Dĩ nhiên là nó không giúp bạn có được một sợi lông lồn của Alexandra Daddario để pha trà uống, nhưng tôi vẫn đánh giá nó là khá ngon. Ở đầu game, đây sẽ chỉ là công cụ giúp bạn đi gank hiệu quả hơn. Nhưng ở cuối game, đây sẽ là một kỹ năng đáng dè chừng, đặc biệt là khi đa phần các chiêu thức của Diana đều gây sát thương diện rộng. Và Diana nên cầm bảng sốc điện vì đéo ai lại đi lên tăng đánh củ nhây trong khi bạn có thể xóa màu kẻ địch sau một nốt nhạc. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, Diana đi rừng không thực sự quá tốn máu vì có thể dọn bãi quái đông tốt hơn với Q và W, nên bạn có thể bỏ qua con cóc. Cóc nào chứ cóc này thì dù bạn có bú cu bợ đít nó đi nữa nó cũng đéo biến thành hoàng tử đâu. Hãy chắc chắn rằng lối ra vào rừng được kiểm soát tốt vì một pha cướp rừng từ Lee Sin hay Nocturne sẽ khá là khó đỡ. Vì thời gian hồi của Quy không quá lâu và lại còn tương thích với E, nên bạn có thể khéo léo một chút và tận dụng combo này để di chuyển giữa các bãi quái rừng nhanh hơn. Nhánh nhỏ 10% tốc đánh trong bảng ngọc cũng sẽ là một yếu tố hay ho giúp bạn dọn rừng nhanh hơn dọn phòng. À khoan, bạn có dọn phòng bao giờ đéo đâu, bẩn như cái chuồng lợn. Các trang bị mà bạn cần hướng đến sẽ là phù phép thần vọng, song kiếm tai ương, đồng hồ cát, nành nát so. Ngay khi có phù phép thần vọng, khả năng dọn rừng của bạn đã mạnh hơn đáng kể. Và khi có được song kiếm tai ương thì đi con mẹ nó, Lý Đức là thằng lào. Tiến vào mid game và late game, sức mạnh của Diana sẽ bộc lộ rõ rệt hơn hẳn khi bạn thường sức solo kẻ địch hay là thậm chí cân 2, cân 3. Miễn là khả năng định hướng chiêu của bạn tốt hơn là khả năng định hướng tương lai của bạn thì mọi thứ sẽ đâu vào đó và sẽ đa jobu. Từ thuở xa xưa, người ta đã đúc kết được rằng những gì tinh túy nhất thường nằm trong những điều đơn giản nhất, như là combo của Diana chẳng hạn, Q, W, E, R, lặp lại, không cần múa may cái gì hết á, chọn chúng là tự động có đứa chết. Xong,
vào giao tranh tổng thì bạn quên mẹ nó cái mớ thơ gì gì mà ta dại ta tìm nơi vắng vẻ đi. Đấy là chuyện của 15 phút trước rồi. Giờ là lúc để bạn tìm chỗ lao sao mà lao đầu vào. Đây là lúc bạn nên tận dụng triệt để tiềm năng của Diana để lên nốt các trang bị còn lại sớm nhất có thể, chuẩn bị sẵn sàng cho những màn truy đuổi khiến AD địch bê lồn chạy tám hướng, những combo hủy diệt combat và những chiến thắng vẻ vàng. Vẻ vàng cỡ nào thì tùy bạn, nhưng mà tôi hy vọng là vẻ vàng hơn cái ván tôi test trò này. Địt mẹ, ván đấy háng tôi dạng hơi quá to. Ấy nhưng mà vẫn là mạnh ha nhờ. Bạn có biết điều gì tuyệt vời hơn một buổi tối ngồi chơi game và biết rằng sắp nghỉ lễ 2 tháng 9 không? Đấy là cưới tuần lộc cùng ông già Noel đến các miền quê và đột nhập vào nhà người ta lúc nửa đêm và cho con cháu nhà người ta những món quà mà đéo ai rõ nguồn gốc xuất xứ. Bạn nghĩ tôi làm về Diana là ngẫu nhiên à? Búa thì ai cũng có, còn liềm thì tôi vừa cho bạn một cây. Việt Nam muôn năm, Tổ quốc muôn năm. Vũ khí bí mật.